Kinh văn. Thế Tôn đã từng ở núi Lăng Già, vì Ngài Đại Huệ, vân vân. Giảng rộng nghĩa này, ngoài đạo kia thường nói tự nhiên, còn Như Lai nói nhân duyên. Chẳng phải là cảnh giới của hàng ngoài đạo kia. Giảng. A Nan thưa tiếp: Thế Tôn đã từng ở núi Lăng Già, vì Ngài Đại Huệ, vân vân. Giảng rộng nghĩa này, khi Đức Phật giảng kinh Lăng Già thì Bồ Tát Đại Huệ là đương cơ trong pháp hội ấy, cũng như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, A Nan là đương cơ. Và không chỉ có Bồ Tát Đại Huệ mà còn có nhiều Bồ Tát câu hồi. Thế Tôn đã giảng rằng các ngoại đạo kia thường nói tự nhiên. Thời ấy có nhiều ngoại đạo thường nói về thuyết tự nhiên. Học thuyết ấy là gì? Đây là những gì họ chủ trương. Thùy khai hà hải đôi sơn nhạc, thùy tước kinh cước họa cầm thú, nhất thiết vô hữu năng sinh giả, thì cố ngã thuyết di tự nhiên. Nghĩa: ai đào sông biển đắp đồi núi, ai giót chông gai vẽ cầm thú, hết thảy đều không do ai sinh, thế nên ta nói tự nhiên sinh. Ai tạo nên biển cả? Quý vị không thể nào kể ra tên người đã tạo nên biển. Quý vị cũng chẳng thể nào tìm ra người đã tạo ra sông, mặc dù ở Trung Hoa có Du Vũ trị thủy. Có lẽ Du Vũ chẳng phải thuộc loại ngoại đạo tinh khôn đó ở Ấn Độ. Ai dồn đất lại rồi đắp thành núi? Ai tạo nên những ngọn núi? Làm sao mà núi cao như vậy? Khi hỏi ai đã tạo ra chúng, họ đi đến kết luận rằng nó sinh khởi tự nhiên. Tự nhiên mà sông xuất hiện, tự nhiên mà biển ra đời, tự nhiên mà núi thành hình. Chông gai chim thú, tất cả mọi vật không cần người giúp đỡ mà tự nó sinh ra. Trong tất cả vật tượng ấy không có một đấng tạo nên, do vậy tôi nói nó tự nhiên sinh. Còn Như Lai nói nhân duyên. Ở đây A Nan trích dẫn lời Đức Phật đã nói trước đây. Bạch Thế Tôn, trước đây Thế Tôn đã giảng về nhân duyên sanh. Đó chẳng phải là cảnh giới của hàng ngoại đạo kia. Đó không giống như quan niệm về tự nhiên của hàng ngoại đạo kia. Tuy nhiên, giáo lý mà con nghe Như Lai đang nói có vẻ giống như lý thuyết mà ngoại đạo chủ trương. Như Lai bảo rằng giác duyên trùm khắp mười phương, còn ngoại đạo chủ trương chân ngã của họ cũng trùm khắp mười phương. Thế có giống nhau chăng? Tên gọi có khác nhau, nhưng giác duyên mà Như Lai nói lại rất giống với chân ngã, và chân ngã của ngoại đạo lại có vẻ rất tương đồng với giác duyên. Phải chăng chẳng có đạo lý gì trong đó cả? Nghĩa của nhân và duyên mà Đức Phật nói là gì? Tôi đã từng giảng cho quý vị rồi. Nhân là hạt giống, cái góp phần vào cho sự tăng trưởng hạt giống ấy là duyên. Gieo hạt giống vào lòng đất là nhân. Duyên là những yếu tố trợ giúp góp phần cho sự tăng trưởng bùn, đất, nước, phân bón, mặt trời và những yếu tố khác được gọi là duyên, góp phần giúp cho sự tăng trưởng của hạt giống. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nói mọi vật hiện hữu đều có nhân duyên. Và thế là nhân duyên ấy đã phá vỡ thuyết tự nhiên của ngoại đạo rồi. Nhân duyên chẳng giống như tự nhiên, thế nên nó phá hủy toàn triệt lý thuyết tự nhiên của ngoại đạo. Nhưng giác duyên và chân ngã của ngoại đạo đều trùm khắp cả mười phương. Mười phương trải dài xa lắm. Nếu giác duyên của quý vị trùm khắp cả mười phương và chân ngã của ngoại đạo cũng trùm khắp cả mười phương, thì ắt hẳn nó phải tương đồng. Ha ha ha, 闻三摩地娑诃。